Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 2 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, theo The Epoch Times, ngày 25 tháng 7 vừa qua cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 25 tháng 7, một ngọn núi cao đã sụp đổ tại lâm trường quốc doanh Lộc Bình ở thị trấn Vĩnh Thắng, quận Kim Khẩu Hà, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Vào lúc 17 giờ ngày hôm đó, 19 người đã thiệt mạng. Theo các nguồn tin chính thức, lưng chừng núi bên dưới phần thân bị sập là công trường xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác mỏ Kim Khai Nguyên ở quận Kim Khẩu Hà. Vụ sập đã vùi lấp một phần khu vực sản xuất sinh hoạt và các phương tiện trên thềm mỏ. Đồng thời, lán làm việc đơn giản đã bị chôn vùi và hư hỏng. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại chỗ đã kết thúc. Tính đến 17 giờ hôm đó, vụ sập đã khiến 19 người thiệt mạng. Chiều tối ngày 24 tháng 7, một người tham gia cứu nạn tại chỗ cho biết, trên địa bàn mấy ngày gần đó, mưa nhẹ nhưng lượng mưa không lớn. Vụ việc xảy ra tại một thung lũng trong khu khai thác phốt phát ở lâm trường quốc doanh Lộc Bình. Khu vực khai thác vẫn đang khai thác vào thời điểm đó và các công nhân sống trong những ngôi nhà tạm bợ. Đất đá từ trên cao ập xuống vùi lấp ngôi nhà tiền chế. Một người khác tham gia cứu nạn cho biết, tại khu vực khai thác lúc đó có 26 công nhân, trong đó có 7 người chạy thoát ra ngoài, 3 người bị thương nhẹ và 4 người bị thương nặng, 19 người thiệt mạng đều là công nhân mỏ. Và trong số họ là một phụ nữ làm đầu bếp. Anh ấy nói rằng nhiều thợ mỏ mà anh ấy mang xuống từ địa điểm núi sập không có dấu hiệu của sự sống. Những công nhân thiệt mạng có độ tuổi từ 30 đến 50, một số đến từ Lạc Sơn và một số đến từ Hán Nguyên. Gia đình của một số thợ mỏ đã đổ xô đến Lạc Sơn. Theo các phương tiện truyền thông chính thức, từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7, phía đông và phía bắc của Lạc Sơn và Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên có mưa lớn và mưa to cục bộ. Tử Cống và Lô Châu có mưa vừa đến mưa to và mưa lớn cục bộ. Thành phố Nội Giang và Đại Châu có mưa vừa đến mưa to cục bộ, có mưa rất to ở một số nơi phía đông Lương Sơn. Lượng mưa lớn nhất xảy ra ở làng Dương Liễu là 157,3mm, thị trấn Mộc Khê, huyện Mưu Xuyên, thành phố Lạc Sơn. Ngoài vụ sập núi ở Lạc Sơn, còn có nhiều vụ sập núi ở các mức độ khác nhau ở Tứ Xuyên. Vào khoảng 5 giờ ngày 24 tháng 7, tại làng Simo, thị trấn Diasi, huyện Mao, khu tự trị A Ba Tạng và Kiang, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra một vụ sạt lở núi cao với khối lượng khoảng 8 triệu mét khối, khiến một dòng sông bị chặn dài 2 km. Làng Simo bị cát sỏi đất đá bao phủ hoàn toàn, khiến hơn 120 người thuộc 62 hộ dân làng Simo bị vùi lấp. Theo các báo cáo chính thức, thảm họa đã khiến 10 người thiệt mạng và 73 người mất tích. Ngoài ra, vào khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 7, một vụ lở núi khác đã xảy ra ở núi Tế Vĩ, một thị trấn mỏ sắt ở quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Theo các báo cáo chính thức, ít nhất 87 người đã bị chôn vùi trong vụ tai nạn. Truyền thông đặt câu hỏi rằng thảm họa có liên quan đến việc khai thác quặng tàn bạo. Thưa quý vị, dù chưa tới tháng 7 nhưng nhiều tỉnh thành ở miền Nam Trung Quốc đã bắt đầu hứng chịu những trận mưa lớn và đứng trước nguy cơ ngập lụt. Trong đó, thành phố Quế Lâm ở Quảng Tây là nơi đầu tiên chứng kiến cảnh ngập úng cục bộ chỉ sau một đêm. Theo truyền thông Trung Quốc, vào sáng sớm ngày 25 tháng 7 theo giờ địa phương, Quế Lâm xuất hiện gió mạnh và sấm sét, sau đó có mưa lớn tại một số khu vực. Nhiều đoạn đường ở quận Quế Lâm như đường Nhân Dân, đường Kim Thủy, đường Kiến Thiết và đại lộ Tây Thành đã bị ngập ở các mức độ khác nhau. Một số người bị mắc kẹt trong xe, tình hình khi đó khá nguy hiểm. Cũng có những cư dân mạng cho biết bị mắc kẹt ngay trước cửa nhà. Khi mực nước sông ở hồ một số thị trấn và xã thuộc quận Lâm Quế dâng cao, nước hồ đổ về các ngôi làng ở vùng trũng thấp, dẫn đến tình trạng ngập úng. Đoạn video trên Internet cho thấy ông Tô phải rẽ sóng như thuyền vượt biển nước trên một số đoạn đường trong trung tâm thành phố Quế Lâm. Trong trận lũ vừa qua, một em bé chào đời trên chiếc lốp cao su sau khi xe cứu thương chở mẹ em đến bệnh viện thì bị chặn bởi nước lũ. Một sản phụ ở giai đoạn cuối thai kỳ cần được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam. Nhưng cơn mưa lũ khiến xe cứu thương không thể di chuyển. Cảnh sát địa phương buộc phải đặt bà mẹ lên chiếc xuồng cao su, che chắn bằng tấm lót ni lông và ô, sau đó lội qua dòng nước đục ngầu dọc theo con đường chính của thị trấn. Thật may mắn, họ đã gặp được các nhân viên y tế và bác sĩ và họ nói người phụ nữ đã chuyển dạ. Trong tình thế cấp bách, họ buộc phải hỗ trợ người phụ nữ sinh nở ngay trên dòng nước lũ. Trong video, 6 người đàn ông rất vất vả để đẩy chiếc xuồng tự chế và người phụ nữ trên dòng nước. Kết quả, cậu bé đã chào đời bình an và khỏe mạnh,
vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương trên chiếc lốp cao su có đường kính 1,5 mét. Em được đặt tên là Su Seng, có nghĩa là em bé lũ lụt. Cả mẹ và em bé sau đó được chuyển ra xe cấp cứu và đi đến bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe của họ đều trong điều kiện tốt. Thật may mắn, có lẽ đây là ca sinh nở đặc biệt nhất trong mùa lũ ở Trung Quốc. Theo dự báo thời tiết cho thấy, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 sẽ có mưa vừa hoặc mưa to đến rất to cục bộ ở Quế Lâm. Theo truyền thông nước này, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 7, 12 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm Hà Nam, An Huy, Chiết Giang, Giang Tô, Hồ Bắc sẽ có mưa to đến rất to, thời điểm mưa mạnh nhất là từ đêm ngày 25 đến ngày 26 tháng 7. Trong ngày 26 tháng 7, mưa lớn sẽ dồn xuống phía Nam, chủ yếu ở các vùng Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến và Quảng Tây. Thưa quý vị, mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra thảm họa thiên tai, khiến một số lượng lớn các cây cầu cổ và các tòa nhà cổ bị hư hại nghiêm trọng. Trong số đó có cây cầu Cầu Vồng ở Thanh Hoa với lịch sử hơn 800 năm. Theo thống kê chính thức, tính đến ngày 17 tháng 7, Trung Quốc có hơn 130 di tích văn hóa đã bị hư hại. Vào buổi sáng ngày 29 tháng 7, các video và hình ảnh về cây cầu Thải Hồng hay còn gọi là cầu Vồng 800 năm tuổi ở thị trấn Thanh Hoa, huyện Vũ Nguyên, Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây bị hư hại do lũ lụt đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng Internet. Sự việc khiến cư dân mạng không khỏi xót xa. Truyền thông đại lục dẫn lời một người công tác tại chính quyền thị trấn Thanh Hoa ở huyện Vũ Nguyên cho biết, hiện tại trụ cầu về cơ bản vẫn được giữ nguyên và một phần của mặt cầu đã bị lũ cuốn trôi. Theo thông tin công khai, cầu Vồng Thanh Hoa nằm ở huyện Vũ Nguyên trước thuộc Huy Châu của thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây. Cây cầu được xây dựng vào thời Nam Tống và có lịch sử hơn 800 năm. Cây cầu dài 140m, thân cầu 105m, mặt cầu rộng hơn 3m, 4 trụ và 5 lỗ. Mặt trên là kiến trúc gỗ xây theo kiểu hành lang gồm 11 tòa mái đình. Hành lang trong đình có bàn đá và ghế đá. Đây là một cây cầu cổ thiết kế khoa học và hoàn chỉnh nhất được bảo tồn cho đến ngày nay. Nó được ca ngợi là một trong những cây cầu cổ có mái che đẹp nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cây cầu này là di tích văn hóa trọng điểm của quốc gia. Trước đó, vào sáng ngày 27 tháng 6, cầu Trấn Hải, cây cầu đá cổ nhất thời nhà Minh ở thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, nằm trong trọng điểm di tích quốc gia đã bị lũ cuốn trôi. Vào ngày 26 tháng 7, cầu Lạc Thành, cây cầu cổ thời nhà Minh ở huyện Tinh Đức, Tuyên Thành, tỉnh An Huy, là di tích văn hóa cấp tỉnh cũng bị hư hại nghiêm trọng sau khi nước lũ cuốn trôi phần lớn mặt cầu. Cầu Lạc Thành không chỉ là cây cầu đá cổ nhất trong huyện, mà còn là cây cầu đá cổ lớn thứ hai ở miền Nam tỉnh An Huy. Nó được xây dựng từ thời Gia Tĩnh của nhà Minh và có lịch sử hơn 400 năm. Vào ngày 27 tháng 6, trang web của Cục Quản lý Di sản Văn hóa của Trung Quốc đã thông báo rằng, theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 16 giờ ngày 27 tháng 6, hơn 130 di tích văn hóa tại 11 tỉnh phía Nam đã bị thiệt hại do lũ lụt. Một số di tích văn hóa bị hư hại nghiêm trọng. Ngoài cầu Trấn Hải và cầu Lạc Thành đề cập ở trên, các di tích văn hóa cấp tỉnh ở khu tự trị Nagua, Tứ Xuyên như cầu vượt của người Mông Cổ, cầu Các Nghĩa Tân và cầu A Tư Cửu đã bị lũ cuốn trôi. Điện Long Hồ, cung Ngũ Long ở núi Võ Đang, tỉnh Hồ Bắc, đại viện Chu Gia, Thể Nhân Đường, đại viện Long Sơn Lý, Gia Cù Gia, đền Ngô Dương Chi cùng với các kiến trúc cổ khác ở Hồ Nam bị hư hại nghiêm trọng do lũ gây ra. Đập Tam Hiệp khởi công vào năm đó khiến lượng lớn di tích cổ bị ngập và phá hủy. Có thể nói lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc năm nay rất nghiêm trọng. Ngoài những trận mưa lớn liên tục, ngoài hồ chứa lớn dồn lực xả lũ, điều này được cho là một trong những thủ phạm khiến lũ lụt càng trầm trọng hơn. Trong đó không thể không kể tới đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Vốn từ khi thi công đã là chủ đề gây tranh cãi về vấn đề lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn. Đập Tam Hiệp được xây dựng vào năm đó, một số lượng lớn các di tích cổ đã bị ngập lụt và phá hủy. Trong cuộc phỏng vấn với tiến sĩ người Hoa Vương Duy Lạc, một chuyên gia về môi trường sinh thái nổi tiếng sống ở Đức đã đưa ra hàng loạt ví dụ các di tích bị thiệt hại như văn hóa Đại Khê, một nền văn hóa thuộc thời đại đồ đá mới tại khu vực Tam Hiệp. Bạch Lạc Hương, dãy đá tự nhiên nằm ở con sông bờ nam sông Dương Tử thuộc quận Phú Lăng, thành phố Trùng Khánh, Quỷ Thành Phong Đô, trại Thạch Bảo, miếu Trương Phi, đề từ nổi tiếng trong thời chiến tranh kháng Nhật ở hẻm núi Cù Đường, thành phố Cổ Phụng Tuyết, khu Phong Đình, phố cổ Tỷ Quy. Kính thưa quý vị, nhiều trận bão đã ập đến Hồ Nam kể từ tháng 4. Một số trạm quan trắc đã báo cáo lượng mưa ở mức lịch sử. Khoảng 1,8 triệu người đã bị ảnh hưởng ở các tỉnh miền núi, nông thôn, trong khi hơn 2.700 ngôi nhà bị hư hại hoặc sập hoàn toàn. Kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết vào cuối ngày thứ Tư, ngày 28 tháng 7. Lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam năm nay
đã tăng hơn 20% so với mức trung bình kể từ khi bước vào mùa lũ, đặc biệt kể từ ngày 28 tháng 7, cao gấp đôi so với những năm trước. Tính đến ngày 28 tháng 7, thiệt hại kinh tế trực tiếp tại tỉnh Hồ Nam đã lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 600 triệu đô la Mỹ. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về nhiều trận mưa như chút nước sẽ xảy ra ở Quảng Tây và các tỉnh lân cận như Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Tứ Xuyên, Trung Khánh và Vân Nam theo Tân Hoa Xã. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!